sau 18 năm bị chia đôi, đất nước Việt Nam đã được thống nhất năm 1975. Nhưng đó cũng là lúc Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa thánh Vatican. Mãi đến năm 2011 mới có một vị đại diện Tòa thánh đầu tiên. Đó là Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, nhưng chỉ với quy chế ngoại giao thấp nhất là đại diện không thường trú. Suốt 6 năm sứ vụ tại Việt Nam, Đức Leopoldo Girelli đã làm hết sức mình để đưa quan hệ ngoại giao Vatican Việt Nam lên hàng đại diện thường trú. Nhưng mãi tới nay, khi Đức Tân đại diện về nhận nhiệm vụ, quy chế không thường trú vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên chúng con nghĩ rằng nhiệm kỳ của Đức Tổng có thể mà sẽ mở ra một niềm hy vọng. Chúng con tin tưởng rằng những gì vị tiền nhiệm đã gieo sẽ sinh hoa kết trái trong nhiệm kỳ của Đức Tổng. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất Corinto, tôi trồng Apollo tưới nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên. Chính Thiên Chúa mới là vị đạo diễn tối cao. Về nguồn gốc, Đức Tổng là người đến từ một thế giới khác. Nên thoạt nghĩ, chúng con đặt ra câu hỏi. Không biết Đức Tổng có thể am hiểu được tình hình đặc thù như ở Việt Nam không? Nhưng nhìn kỹ lại quá trình hoạt động của Đức Tổng, chúng con thấy tin tưởng hơn. Chúng con không thể tưởng tượng được chỉ với 55 tuổi đời và chỉ mới 23 năm trong ngành ngoại giao. Đức Tổng lại kinh qua nhiều nhiệm sở, nhiều nước và nhiều châu lục đến thế. Từ những nước nghèo đói, phi châu như Trung Phi, Zimbabwe, cho đến một tổ chức đẳng cấp nhất hành tinh như Liên Hợp Quốc ở New York, những quốc gia Âu Châu của nền văn hóa Kitô tô giáo như Anh Quốc, Đức Quốc, cho đến những khu vực văn hóa Trung Quốc như Thái Lan, Singapore, và Malaysia. Như vậy, cả thế giới đã in dấu chân của Đức Tổng. Vốn liếng và kinh nghiệm ngoại giao của Đức Tổng quả là đa dạng và phong phú. Ngoài ra Đức Tổng còn là người Ba Lan, đất nước quê hương của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đầy can đảm và khôn ngoan. Đất nước đã từng có chung một thể chế chính trị như Việt Nam hiện nay. Với tất cả những yếu tố nêu trên, chúng con tin tưởng Đức Tổng sẽ vượt qua mọi khó khăn vốn là những tồn động của thời chiến tranh ý thức hệ trước đây. Chúng con cũng cảm thấy rất ấm lòng khi Đức Tổng về tham dự kỳ họp thường niên này với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự hiện diện của Đức Tổng là một bằng chứng cho mối dây hiệp thông hữu hình giữa Tòa Thánh và Giáo hội Việt Nam là tín hiệu báo trước một cuộc đồng hành tận tình của Đức Tổng với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con cầu chúc Đức Tổng thành công trong sứ vụ tại Đông Nam Á, cách riêng là tại Việt Nam. Và sau đây, trước khi nhận lời cho Đức Tổng đáp từ với tư cách là Chủ tịch khi bắt đầu Hội nghị thường niên và theo thông lệ, con xin Đức Tổng cho phép con có đôi lời với các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Đức Hồng Y phê và Quý Đức Cha, Người anh em Giám mục đón tiếp chúng ta là Đức Cha phê Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và Giáo phận Mỹ Tho đã đón tiếp chúng con tại trung tâm mục vụ này. Chúng con cũng xin chúc mừng Đức Cha và Giáo phận năm vừa qua đã kiện toàn được công trình vĩ đại mà mọi thành phần dân chúa Mỹ Tho từ bao thế hệ hằng mong đợi. Về Mỹ Tho, chúng con lại có dịp đi lại dấu chân mục tử của Đức Hồng Y Doan Bao Phạm Minh Mẫn hiện đang hưu dưỡng tại Sài Gòn. Chúng con cũng hiệp ý với giáo phận Mỹ Tho để cầu nguyện cho vị tiền nhiệm quá cố là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma nhân dịp chuyến viếng thăm Alimina tháng 6 năm 2018. Kỳ họp thường niên này, Hội đồng Giám mục Việt Nam có thêm một tham dự viên mới đó là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, ngài đã chính thức nhận nhiệm vụ chủ chăn giáo phận Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên ngài tham dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục chúng ta cầu chúc ngài tìm thấy niềm vui hiệp thông bên cạnh những anh em đồng sự giám mục ngài cùng với đức cha louis nguyễn anh tuấn đức cha joan đỗ văn ngân phụ tá xuân lộc đức cha đam minh nguyễn văn mạnh phó đà lạt vừa kết thúc khóa tu nghiệp dành cho các tân giám mục tại roma xin cầu chúc các đấng nhờ những hành trang mới tiếp thu sẽ được vững tin vững tin hơn trong tác vụ giám mục Chúng con cũng xin chúc mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ lên đường đi dự thường hội đồng giám mục từ ngày mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Roma. Dự khuyết là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên Hải Phòng. Nên chúng con xin cầu chúc hai vị kia khỏe mạnh để Đức cha Thiên được an tâm ở lại nhà công tác. Hội nghị thường niên lần này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời. Với ngày 26 tháng 9 năm 2018 tới đây, Đức Tân đại diện Marek Zaleski sẽ bay ra Hà Nội để kính viếng. Ông Chủ tịch là yếu nhân cấp thường tầng của đất nước, nên lẽ ra nếu không có gì trở ngại, Ban thường vụ sẽ thay mặt Hội đồng Giám mục làm nhiệm vụ phúng viếng. Nhưng vì bận hội nghị Chúng con mạo muội đề xuất Đức Hồng Y phê vừa có tước vị cao nhất vừa ở Hà Nội cùng với Đức Cha Du Nguyễn Năng Đồng Hương Ninh Bình với ông Trần Đại Quang Tháp Tùng Đức Khâm Sứ ra Hà Nội. Kính thưa hội nghị, mỗi lần chúng ta nhóm họ, chúng ta thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình thương mục tử của chúng ta đối với đàn chiên giáo hội Việt Nam thế giới ngày nay thay đổi quá nhanh khiến cho sứ mệnh của chúng ta mỗi lúc một khó khăn chúng ta không biết có thể làm hết được những gì chúa và giáo hội trao phó cho chúng ta không nhưng điều chắc chắn là tất cả những gì chúng ta sẽ thảo luận và quyết định trong kỳ họp này đều nhằm mục đích lợi ích của dân chúa trên quê hương việt nam cũng vì thế Hội nghị của chúng ta mang trở niềm hy vọng cho các Kitô tô hữu Việt Nam, cho các giáo phận và cho các dòng tư nam nữ. Và kính thưa hội nghị, trong niềm vui được đón tiếp tân đại diện tòa thánh, trong tình nghiệp thông cố hữu của các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam, con xin cầu chúc hội nghị đạt kết quả mong muốn và với tư cách chủ tịch, con xin long trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục kỳ 2 2018 tại Mỹ Tho. Xin trân trọng cảm ơn.